Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam vẫn là nguyên nhân chính tác động tới khu vực Bắc Bộ trong 3 ngày tới. Cụ thể là ở khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng với cường độ nắng mạnh mẽ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32-35 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ trên ngưỡng 37 độ. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, mức độ nắng có phần dịu hơn nên nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Một vài nơi nhiệt độ cao từ 35-36 độ, trời oi bức nóng nực. Dự báo đến ngày 25 tháng 4, khối không khí lạnh sẽ tăng cường từ phía Bắc nén rãnh áp thấp xuống Bắc Bộ, khiến cho mưa dông xuất hiện. Khả năng cao ở vùng núi có điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó đến khoảng ngày 29 tới ngày 30 tháng 4, khả năng xuất hiện thêm một đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, tiếp tục gây ra một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông diện rộng tại khu vực Bắc Bộ trong các ngày nghỉ lễ. Nắng nóng cũng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong hôm nay và cả hai ngày tới. Trưa nay mức nhiệt là từ 32-35 độ. Khả năng nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày lên tới 35-37 độ. Đặc biệt có điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ trên 38 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ chỉ duy trì vào ngưỡng từ 32-34 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và tối xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn mưa dông. Sau đó, tương tự như Bắc Bộ, từ đêm ngày 25 tháng 4 trở đi, khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, dự báo khả năng cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục từ 7 đến 9 độ vĩ Bắc, cộng thêm với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Mưa rào và dông trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở cả hai khu vực này, vẫn có những điểm có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sẽ có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong ngưỡng từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31-33 độ. Sang tới ngày 25 tháng 4, khả năng mưa sẽ giảm nhanh và có nắng trở lại. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 24 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, giữa vùng núi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, giữa vùng núi là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.